liên quan vụ giật đồ cúng của Hồn dẫn tới đánh nhau tại quận Gò Vấp xảy ra hôm 13 tháng 8 như báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin. Hôm nay ngày 15 tháng 8, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối với Lương Bảo Kỳ, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Khánh Hòa, cùng 10 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan công an, nhóm khai khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, Lương Bảo Kỳ cùng 8 người là nhân viên của quán Bar Dubai tập trung trước quán để bày đồ cúng cô hồn. Lúc này có nhiều người dân tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng. Trong lúc còn đang cúng có 2 nam thanh niên xông vào định giật đồ cúng nên nhóm nhân viên ngăn cản. Khi ngăn cản có xảy ra cự cãi rồi dẫn tới đánh nhau. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm thanh niên khoảng 12 người cầm theo mã tấu, cây ba chĩa đi trên 4 xe máy tới tấn công nhân viên trước quán bar. Nhóm nhân viên bỏ chạy vào trong quán nên không bị thương, riêng có một nhân viên giữ xe của quán bị xây xát nhẹ. Kỳ đã gọi điện cho Cung Khai Tuệ kể bị việc nhóm thanh niên tìm tới gây sự và nhờ Tuệ tới giúp. Sau đó nhóm nhân viên gồm 8 người tụ tập bên hông quán bar để bàn bạc kiếm nhóm trên để nói phải trái. Vài nhân viên vào quán bar lấy túi có chứa 4 cây mã tấu. Khi nhóm đang tụ tập thì bị công an quận Gò Vấp phát hiện kiểm tra thu giữ hung khí, đưa về trụ sở làm việc.